Dạ, em tên là Tina Tiên Lan. Em sinh năm 94 và em đang làm việc ở Mỹ. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Trúc. Em sinh năm 94, em ở Sài Gòn. Dạ. Cơ duyên nào mình quen nhau? Hai đứa em là tình địch của nhau. Hả? Là tình sao? Địch. Dạ, là em quen một cái chị, thì chị đó người yêu cũ của Trúc. Em quen một cái chị. Chị đó người yêu cũ của cô này. Là coi như là ai là người đến sau? Dạ, em đến sau. Em đến sau đúng không? Rồi là hai người này là gây hấn với nhau. Dạ không có gây, không hề có gây. Chỉ là tình địch vậy thôi. Có nghĩa là em nghĩ là bạn này không biết. Nhưng mà đến khi mà phanh phui chuyện ra, có nghĩa là người kia chia tay với em rồi. Thì lúc đó em dạng em ghen lòng, ghen lộn, ghen tầm bậy tầm bạ. Thì em đi kiếm Facebook của bạn này. Thì em chỉ nói chuyện thôi, em chỉ định nói chuyện thôi, là em kể với bạn đó là em quen bạn kia. Ai ngờ đâu là bạn này cao thay hơn, bạn biết hết. Nhưng mà bạn cho em diễn nguyên một tuần đó luôn. Xong rồi bạn mới nói tôi biết hết rồi. Rồi nhưng mà cái đó là mình nói chuyện với nhau trên Facebook thôi đúng không? Cái lần đầu tiên mà hai bạn gặp gỡ nhau là như thế nào? Là sau 2 tháng nói chuyện xong rồi cái tự nhiên em có cảm tình với bạn này. Chuyện cái xong em cua bạn luôn. Em cua luôn. Xong rồi cái 2 tháng sau là em đi về với bạn luôn. Tình yêu này cũng nhanh nè, cũng loại xét đánh nè. Nhưng mà cái ấn tượng của bạn với bạn này là như thế nào? Trên Facebook nó khác, ở ngoài đời nó khác. Nói chung là khi mà FaceTime qua thì mình nghĩ là thấy cũng nhìn cũng được, nói chung nhìn cũng dễ thương, mà khi mà gặp thì đó tại sao mà mập quá, sao mà lùn quá, đau tướng ta mà mới gặp á. Thì có ấn tượng của Tina về đẹp gái quá. Đi thì là tại nhà bạn ở trên chung cư, thì em từ nhà em đi taxi qua. Thì em đợi bạn trong taxi, thì bạn đi trên lầu bạn đi xuống. Thì giống như trong đầu em thì cái mặt đó, thì tại vì FaceTime hoài thì mình biết cái mặt đó vậy, nhưng mà dạng cái dáng người đồ mình đâu có thấy rõ hết đâu. Đúng rồi. Thì khi bạn đi xuống em nói trời đẹp gái quá vậy trời. Nó vậy đó, cái xong tay chân em coi như là rung lẩy bẩy luôn, em không nói được lời nào. Ủa nhưng mà có khi nào em tưởng tượng, thí dụ như rủi mình bỏ công mình từ bên Mỹ mình bay về mà nhưng mà tới vậy. Đó mình ngồi dưới mình thấy bước xuống mà không trúng ý mình thì em xử lý không, sao? Em không có vậy, có nghĩa là đẹp quá cái mức mà em tưởng tượng luôn. Có nghĩa em tưởng tượng là chỉ là giống như là 50 thôi, tới khi bạn này bước xuống là 100% luôn. Quá đã ha. Dạ. Thì không biết là rồi có cái khủng hoảng nào nữa không, ví dụ mà trước khi mà mình quyết định mà tiến tới hôn nhân. Dạ. Tại vì nãy em có nói là cũng kiểu kinh tế em cũng không có thoải mái. Dạ, mấy chị nó gọi là khủng hoảng tiền hôn nhân là em bị trong vòng một tuần trước khi mà em đi về em cưới á, là tự nhiên em không muốn cưới nữa. Em nói là giờ em cưới bà này về em làm gì giờ, thì em không có tiền, không có gì để em lo cho bà được cái gì. Tự nhiên em gọi với lại, ví dụ em đem chút qua Mỹ được, nhưng mà trong cái thời gian lúc đầu là em phải lo hết tất cả mọi thứ, mà em phải lo cho mẹ, cho em của em nữa. Thì coi như là em giống như là em bị vô sản vậy đó. Cái em cảm thấy em buồn rồi, cái em không nói được, em không nói căng được thẳng luôn, stress luôn. Dạ, bị stress luôn. Em vô trong hãng em đi làm mà ngày nào em cũng khóc đó. Tự nhiên em ngồi em khóc bơn quơ vậy, mọi người nhìn em cũng biết tại sao em khóc nữa. Xong rồi cái em bỏ lơ bà này, cảm thấy thay đổi hẳn luôn, giống như là bị bơ hoặc là bị vô tâm, nó không có nói năng gì tới em hết. Bình thường là rất là quan tâm tới em luôn, tự nhiên em không muốn cưới nữa, lúc đó em không muốn cưới nữa. Nó Tina cứ nói là thôi cứ để, cứ cho bả thời gian. Em nói là cho thời gian như vậy là bao lâu. Em thì cái tính của em không có thích là thay đổi. Một là một, hai là hai, đã bàn rồi là phải tiến tới đúng không? Hôm nay bạn không? Rồi sau đó làm sao em vượt qua thì được cái giai đoạn đó? Em nói với Trúc là cứ để chồng về rồi tính, về rồi cưới rồi tính. Thì em nói em vẫn không dẹp bỏ cái chuyện cưới, nhưng mà em lo. Thì tới khi em về, tới khi mà làm đám cưới xong là người em tự nhiên nó nhẹ hẳn đi, nó hết như là hết bệnh luôn vậy. Hôm nay là anniversary của hai đứa em luôn. Kỷ niệm luôn. Dạ, 2 năm 7 tháng là 944 ngày. Trời ơi. 944 ngày. Dạ. Thì em có quà nhỏ nhỏ muốn tặng cho Trúc. Ok. Rồi. Dạ. Chồng có mua cho vợ một cái lắc chân như là vợ mong muốn, nhưng mà chồng cũng có ý nghĩa của cái lắc chân này là chồng muốn vợ được giữ chặt với chồng suốt đời, không bước với ai nữa hết. Trời ơi, dễ thương quá.
có không lắc tay mà là lắc chân. Dạ lắc tay chân là khỏi đi luôn. À lắc tay là có rồi, và lắc chân bây giờ cùm hết, tay chân thì cùm luôn. Hay quá. Rồi rồi, đi vô thôi.